Ở cuối cùng là chúng ta sẽ nghiên cứu về các cái thành tựu của công nghệ tế bào thực vật. Bây giờ chúng ta vào phần một đầu tiên của mẫu mã các giai đoạn chung của công nghệ tế bào thực vật. Thì cô có tóm tắt cho các bạn các cái giai đoạn chung của công nghệ tế bào thực vật qua một cái sơ đồ tư duy như thế này. Tôi cho các bạn hết cái sơ đồ tư duy. Công nghệ tế bào thực vật á, để mà thực hiện ra được một cái sản phẩm cuối cùng thì cần phải trải qua ba cái giai đoạn. Giai đoạn 1 ta gọi là giai đoạn chuẩn bị. Thì chúng ta phải chuẩn bị những cái gì? Chúng ta phải chuẩn bị thứ nhất là mẫu nuôi, thứ hai là thiết bị dụng cụ hóa chất, và thứ ba là chuẩn bị môi trường nuôi cấy. Thì cái mẫu nuôi á, nó chính là những cái mảnh ở cái cây mà chúng ta muốn nuôi những cái mảnh đấy. Thì yêu cầu của cái mẫu nuôi là cần phải sạch bệnh. À rồi, à, chúng ta phải chuẩn bị những cái thiết bị, những cái dụng cụ, những cái hóa chất mà cần thiết. Những thiết bị, những dụng cụ, những cái hóa chất cần thiết thì cô ví dụ cho các bạn như là các bạn phải chuẩn bị những cái như là máy lắc, rồi nhờ những cái như là ống nghiệm, pipette, kính hiển vi, hóa chất, vân vân. Thì tất cả những thiết bị, những dụng cụ, những hóa chất các bạn cần chuẩn bị á, thì nó đều là phải là vô khuẩn hết nhá. Muốn nó vô khuẩn thì phải hấp khử trùng tụi nó. Rồi các bạn phải chuẩn bị gì nữa? Các bạn phải chuẩn bị môi trường nuôi cấy. Môi trường nuôi cấy á, thì nó có nhiều loại môi trường. Trong cái môi trường này thì nó chứa các cái chất dinh dưỡng để mà phù hợp với lại việc nuôi tế bào thực vật. Rồi từ từ cô sẽ nói kỹ hơn nhé. Xong rồi sau khi mà mình chuẩn bị xong thì mình chuyển qua giai đoạn thứ hai là chúng ta nuôi cấy. Chúng ta có bốn kiểu nuôi cấy, hoặc là nuôi cấy huyền phù tế bào, hoặc là nuôi cấy hạt phấn, hoặc là dung hợp tế bào trần, hoặc là mình nuôi cấy mô xẻng. Đến giai đoạn cuối, giai đoạn số 3 là chúng ta sẽ thu nhận cái sản phẩm. Thì sản phẩm mà mình thu nhận được á, thì hoặc là nguyên một cái cây, hoặc là sinh khối tế bào thôi. Tức là chúng ta chỉ thu cái tế bào, chúng ta không có thu nguyên cái cây ha. Vậy bây giờ cô sẽ nói kỹ, cô sẽ lặp lại từ đầu nha, và cô sẽ nói kỹ hơn, nói chậm chậm, nói từng cái phần một. Bây giờ chúng ta quay trở lại giai đoạn 1 mà chúng ta nói kỹ hơn nha. Chúng ta cần phải chuẩn bị nè. Thì cái mẫu nuôi thì nó chính là cái phần của cái cây mà chúng ta muốn nuôi rồi nè. Mẫu nuôi thì phải sạch bệnh nè. Bây giờ ta nói kỹ hơn về cái thiết bị dụng cụ hóa chất mà chúng ta cần chuẩn bị nhá. Thì người ta cần phải chuẩn bị những cái kiểu như là máy lắc này, pipette này, kính hiển vi này, rồi máy ly tâm nè. Thế bây giờ cô cho các bạn xem một số những cái thiết bị dụng cụ. Các bạn nhìn trên màn hình ha. Các bạn nhìn trên màn hình này các bạn sẽ thấy này. Cái máy như thế này gọi là máy lắc ha. Sau khi mà mình đã bỏ tế bào thực vật vào trong những cái bình tam giác hay còn gọi là ực len, cái như cái hình như bình, cái bình như hình là cái bình ực len hay còn gọi là bình tam giác. Người ta bỏ lên trên cái máy này này và bật nó lên một cái thì nó sẽ lắc, nó rung. Thì mục đích của cái việc lắc này á là nó sẽ làm cho cái môi trường ở trong cái bình ực len này nó đều, và đồng thời nó cũng làm cho không khí á nó có thể dễ dàng khuếch tán vào cái môi trường, cung cấp oxy cho cái mô mà chúng ta đang nuôi. Đây là một dạng máy lắc khác ha. Nói chung là hai cái này đều là máy lắc hết, bật lên là nó sẽ lắc, nó rung. Còn cái này là kính hiển vi kính hiển vi ha. Thì cái kính hiển vi này nó được nối với một cái màn hình cho nó dễ quan sát nè. Thay vì mình phải nhìn vào bằng mắt như thế này thì nó được nối với màn hình bên ngoài cho dễ quan sát để chúng ta dễ dàng thao tác trên cái mẫu mô của chúng ta. Và dụng cụ hóa chất nữa, các bạn có thể xem đây là cái pipette nè. Pipette ha. Thì cái pipette này á nó có một cái nút vặn này, cái nút vặn này là khi các bạn xoay các bạn vặn thì nó sẽ hiện cái số ở trên cái chỗ này nè. Thì cái số này nó sẽ biểu hiện cái thể tích mà một lần chúng ta hút chúng ta sẽ hút được. Ví dụ đây để 100 thì một lần chúng ta sẽ hút được 100 microlit. Chúng ta đổi thành số khác thì một lần chúng ta sẽ hút được một cái thể tích khác. Thì cái việc mà dùng cái pipette này sẽ giúp cho chúng ta lấy được một lượng thật là chuẩn xác thể tích một cái môi trường nào đấy. Đó.
Còn cái máy mà các bạn đang nhìn thấy đây chính là máy quay ly tâm. Chúng ta bỏ các cái mẫu vật vào, các cái ống chứa mẫu vật vào trong những cái chỗ đây nè, các bạn nhìn nó, bỏ vào đây nè. Xong chúng ta đậy cái nắp này lại, chúng ta bấm bấm nút, chúng ta quay vặn thì cái máy này nó sẽ quay. Khi cái mục đích của việc quay ly tâm là làm gì, thì khi quay ly tâm á thì trong một cái dung dịch, khi mình quay ly tâm thì những cái gì mà nó đặc hoặc là nó nặng thì nó sẽ bị rơi xuống phía dưới, còn những cái gì mà nó là dịch ha, nó là nhẹ hơn thì nó nổi lên trên. Thì việc quay ly tâm sẽ giúp chúng ta dễ dàng chúng ta tách rời tế bào với cái dung dịch nuôi ra. Đó. Bây giờ chúng ta quay trở lại cái sơ đồ hồi nãy của chúng ta nhé. Đây, các bạn nhìn lại cái sơ đồ này. Vậy là cô vừa nói các bạn là mình phải chuẩn bị mẫu nuôi, thiết bị dụng cụ hóa chất. Rồi chúng ta phải chuẩn bị môi trường nuôi. Thì chúng ta có nhiều loại môi trường nuôi. Ví dụ như là môi trường MF, môi trường SH, vân vân vân. Thì vậy thì cái môi trường là cái như nào ha? Các bạn cùng xem đây cho cô. Các bạn thấy một số môi trường nuôi cấy này, ví dụ môi trường MF này, cái chữ M này, cái chữ M với chữ S là viết tắt của hai tên của hai cái người mà họ họ là người đầu tiên họ dùng cái môi trường này nè, là Murashige và Scook. Môi trường này được tạo ra vào năm 1962. Thì môi trường này nó sẽ bao gồm những cái chất, ví dụ như là ammonium nitrate với nồng độ là 1650 mg trên lít, rồi vân vân, rồi về những cái chất khác tiếp theo nhé. Thì tất cả những cái này cô đều gửi nó ở trong cái file tài liệu, các bạn sẽ download nó ở trong cái phần mô tả của video, cho nên các bạn sẽ không sợ là các bạn không nhớ lại cái gì ha, các bạn download nó xuống là các bạn sẽ có. Đấy, đây là thành phần của môi trường MF. Thì các bạn nhìn thấy đây là cái hình ảnh không, đây là cái chai môi trường MF mà bây giờ nếu mà chúng ta cần là chúng ta đặt mua là nó có sẵn cho mình như vậy luôn rồi, chứ không phải là chúng ta phải đi chúng ta cân từng cái chất này rồi chúng ta pha giống như ngày xưa ha. Bây giờ các bạn cần thì các bạn đặt mua phát một là có. Thì môi trường MS này dùng để nuôi cái gì ha? Dùng nuôi được hầu hết các loại mô thực vật, hầu như là cái loại cây gì cũng có thể dùng môi trường MS này được. Hoặc là một loại môi trường nữa, đây đây một loại môi trường nữa các bạn có thể mua về để các bạn nuôi cấy. Thì cái môi trường này gọi là SH, SH là viết tắt của chữ Chen và Hidden Ben. Được tạo ra vào năm 1972. Thì thành phần của môi trường SH đây nè, các bạn nhìn thấy ha. Đó. Và một cái môi trường SH này nó cũng đã được thương mại hóa, đóng thành sản phẩm để bán ở ngoài thị trường. Rồi. Bây giờ mình quay trở lại cái sơ đồ hồi nãy của mình ha. Vậy là chúng ta phải chuẩn bị mẫu nuôi này, thiết bị dụng cụ hóa chất, môi trường cho phù hợp với cái mục đích là mình muốn nuôi cây gì và mình nuôi để mình thu cái gì ha. Bây giờ chúng ta chuyển qua giai đoạn 2 là chúng ta lựa cái kỹ thuật mà chúng ta nuôi cấy, một trong bốn kỹ thuật này ha. Chúng ta lựa cái gì thì bây giờ cô sẽ đi cô nói từ từ nha. Kỹ thuật đầu tiên là nuôi cấy huyền phù tế bào, chúng ta cùng xem nuôi cấy huyền phù tế bào nhé. Đây, các bạn cùng xem. Đây là hình ảnh của việc nuôi cấy huyền phù tế bào ha. Thì quy tắc của cái nuôi cấy huyền phù tế bào này á là chúng ta cắt các cái mảnh mô của cái cây mà chúng ta muốn nuôi. Xong rồi chúng ta bỏ nó vào trong môi trường lỏng. Môi trường lỏng nè. Cái chúng ta bỏ nó vào cái bình tam giác. Xong rồi chúng ta phải bỏ nó trên cái máy lắc. Hồi nãy các bạn nhìn thấy cái máy lắc rồi ha. Chúng ta bỏ nó lên trên cái máy lắc. Chúng ta lắc thì những cái tế bào nó sẽ tách rời nhau ra. Đấy. Khi sau khi nó tách rời nhau ra, nó phân tán trong môi trường thì nó bắt đầu nó tiến hành phân chia và nó phản biệt hóa để trở về thành mô sẹo. Sau khi nó trở về thành mô sẹo xong thì người ta sẽ dùng hormone kích thích để cho mỗi một cái mô sẹo đến lại nguyên phân và trở thành một cái cây như thế này. Thì cái kiểu nuôi cấy tế bào ở trong cái dịch lỏng nhá, nuôi cấy tế bào ở trong dịch lỏng như vậy thì người ta gọi là nuôi cấy huyền phù tế bào. Bây giờ chúng ta qua cái kỹ thuật số 2 nha, chúng ta lại nhìn lại cái sơ đồ của mình ha. Cái kỹ thuật nuôi số 2 là kỹ thuật nuôi cấy hẹp phấn. Bây giờ chúng ta cùng xem
quy tắc của nuôi cái hẹp phấn nhá. Đây, các bạn nhìn hình này để chúng ta biết được quy tắc nuôi cái hẹp phấn. À, thì các bạn thấy đây là một cái cây nè. Cây này khi nó ra hoa thì giờ phóng to cái nhị hoa ra nhá, thì ở đầu nhị nó có cái bao phấn. À, cái người ta thu hẹp phấn, à, người ta bỏ vào trong môi trường thích hợp. Đấy, và cái môi trường này cũng là một cái dịch lỏng ha. Thì các cái hẹp phấn này nó bắt đầu nó phân chia thì nó tạo thành những cái mô. Và cái mô này là mô đơn bộ, tại vì hẹp phấn là hẹp phấn đơn bộ thì mô này là mô đơn bộ. À, sau đó người ta mới lưỡng bội hóa cái mô đơn bộ để người ta trở thành cái cây con lưỡng bộ. Đấy, à, và đem trồng ra môi trường ha. Ừ. Thì bây giờ chúng ta phải hiểu rằng là mỗi một cái cây con này khi mình trồng ra môi trường thì nó sẽ có một cái kiểu hình khác nhau. Tại vì mỗi một cái cây con này nó bắt nguồn từ một cái hạt phấn, mà các cái hạt phấn thì nó sẽ mang các kiểu gen khác nhau. Cho nên những cây con này là khác nhau nhé. À, rồi một điều đặc biệt nữa này, cái cây con được tạo ra bằng phương pháp này á, là nó đồng hợp về mọi gen. À, tại sao vậy? Tại vì nó được đa bội hóa từ một cái bộ N. Cái bộ N này đa bội hóa nên thành bộ 2N. Vậy có nghĩa là cái bộ 2N này luôn luôn gồm các cái gen, à, gồm các cái cặp gen mà gồm hai gen giống nhau. À, túm lại, các bạn cứ nhớ rằng là cái cây con này là cây đồng hợp về mọi gen. Đấy. Tiếp tục chúng ta nói đến kỹ thuật số 3 nhá. Chúng ta nhìn lại cái sơ đồ cái cho nó dễ hình dung này. Cái kiểu nuôi cấy số 3 là dung hợp tế bào trần. À, thì dung hợp tế bào trần là làm như nào ha? Chúng ta cùng xem coi dung hợp tế bào trần là làm như nào nè. Thì xuống đây nha. Đây là nuôi cấy và dung hợp tế bào trần nhá. Thì cô lấy một ví dụ cụ thể luôn cho các bạn dễ hình dung. À. À, cái kỹ thuật này nó liên quan đến một lúc hai loài cây. Thì cô ví dụ như liên quan đến loài cây cà chua và loài cây khoai tây. À. Cây quẹt cà chua sẽ mang bộ nhiễm sắc thể của loài cà chua, đó là 2N bằng 24. Và cây khoai tây thì mang bộ nhiễm sắc thể của loài khoai tây, 2N bằng 48. Cái người ta mới lấy ra một tế bào của cây cà chua và tiến hành loại bỏ cái thằng cellulose bên ngoài đi. Thì ta thu được một cái tế bào gọi là tế bào trần. Thế thì cô nhắc lại, tế bào trần là tế bào thực vật đã bị loại bỏ thành tế bào. Đấy, sau khi loại bỏ thành tế bào xong nhá, thì tế bào trần này được tinh sạch, được chuyển vào môi trường nuôi cấy thích hợp. À, xong sau đó được tạo điều kiện để cho hai cái tế bào trần này nó ghép lại với nhau thành một cái tế bào hoàn chỉnh. Đấy, thì cái phương pháp để mà ghép hai cái tế bào này lại để trở thành một tế bào hoàn chỉnh như thế này á, thì mình cũng có nhiều cách nhé. Cách thứ nhất á, là các bạn chỉ cần để hai cái tế bào trần này cạnh nhau rồi cho một dòng xung điện chạy ngang qua. Khi mình cho một dòng xung điện chạy ngang qua thì hai tế bào này tự động ghép trở lại thành một tế bào. Và cách thứ hai là mình hãy để hai tế bào trần này trong dung dịch có chứa muối canxi clorua. À, tại cái muối canxi clorua nó cũng làm cho hai cái màng của hai tế bào này hòa thành một, hai cái nhân hợp thành một. Và cách thứ ba nữa là chúng ta dùng một cái loại hóa chất gọi là polyethylene glycol, viết tắt là PEG á. À, để chúng ta dán hai, ta có thể hiểu đó là keo dán hai tế bào này thành một tế bào. À, thì nói chung là cái chi tiết quá các bạn không cần nhớ ha. Các bạn nhớ cho cô là ghép hai tế bào trần của hai loài vào thành một tế bào, thì cái tế bào mới này ta tạm gọi là tế bào lai nha. Tế bào lai này sẽ mang hai bộ nhiễm sắc thể của hai loài. Sau đó người ta dùng hormone người ta kích thích cái tế bào lai, thì tế bào lai sẽ mọc thành một cái cây, và cái cây này mang đặc điểm của hai loài. À, đem trồng ra ngoài môi trường thì vì cái cây này á nó mang bộ nhiễm sắc thể của vừa khoai tây vừa cà chua, cho nên nó ra trái cà chua và nó ra củ khoai tây. Cây này được đặt tên là cây pomatum. À, bộ nhiễm sắc thể là 72 nhiễm sắc thể luôn, gồm cả 24 nhiễm sắc thể của cà chua và 48 nhiễm sắc thể của khoai tây. Đấy. Bây giờ chúng ta lại nói tới kỹ thuật nuôi số 4 nhá. À, tức là nuôi cấy mô sẹo. Số 4 là người ta nuôi cấy mô sẹo ha.
Thế nuôi cái mô sẹo là nuôi như nào? Bây giờ chúng ta lại xem coi. Nuôi cái mô sẹo nhá. À, thì nuôi cái mô sẹo có hai kiểu nuôi. Kiểu thứ nhất là nuôi mà không có biến dị. Kiểu thứ hai là nuôi cấy mô sẹo mà có biến dị. Thì chúng ta xem từng cái một nha. Nuôi cấy mô sẹo mà không có biến dị nè, các bạn cùng xem nhé. Thì người ta sẽ cắt một cái mảng ở đây á, trong cái hình minh họa của cô là cắt một mảng lá, nhưng thực tế là cắt mảng gì ở cái cây cũng được nha. Cái người ta cắt mảng này, người ta bỏ vào trong môi trường thích hợp, người ta nuôi thì cái mảng mô vừa cắt được đấy á, nó sẽ nguyên phân để nó trở thành cái mô sẹo nha. Ở cái mô sẹo này nó được bỏ vào trong cái bình và phun hormone vào thì nó trở thành các cái cây con và đem trồng các cây con. Thì các cây con này sẽ giống y hệt nhau và giống với cây mẹ, tại vì các cây con này nó bắt nguồn từ những cái mô ở cây mẹ, mà những mô ở cây mẹ này thì giống nhau đấy. Còn một kiểu khác là nuôi cấy mô sẹo nhưng mà phải cho nó hình thành biến dị ha. Đây đây này, nuôi cấy mô sẹo mà phải cho nó hình thành biến dị thì kỹ thuật này còn gọi tên là chọn dòng tế bào soma có biến dị. Bây giờ cái cây này nhá, người ta cắt nhiều mảng mô từ cái cây này xong người ta bỏ vào môi trường, sau đó người ta cho vào đây các tác nhân của môi trường, các tác nhân gây đột biến á, ví dụ phải chiếu tia UV, chiếu tia phóng xạ hay là bỏ hóa chất gây đột biến vào nha. Thì các cái tác nhân môi trường gây đột biến đấy á, nó sẽ tác động vào ADN và nhiễm sắc thể ở trong các cái tế bào thì nó làm cho đột biến. Và các bạn biết là đột biến thì vô hướng tùm lum hết, mỗi một cái mô sẽ đột biến theo những cái hướng khác nhau. Sau đó người ta lại dùng hormone người ta kích thích để cái mô sẹo này nó biệt hóa thành cái cây ha. Mỗi một mô sẹo sẽ tạo thành một cái cây, nhưng vì mỗi một mô sẹo đã đột biến theo những hướng khác nhau, vậy thành ra là những cái cây con này là mỗi một cây con là có những biến dị khác nhau. Hay ta nói khác là các cái cây con này, mỗi một cây con nó sẽ mang một kiểu hình khác nhau. Các bạn thấy trồng các cây con này khác nhau không? Như vậy thì ví dụ bây giờ các bạn có một cái hoa lan đi, và các bạn muốn nhân giống cây hoa lan đấy thành 1.000 cây, như 1.000 cây giống nhau, thì các bạn dùng kỹ thuật này, nuôi cái mô sẹo không biến dị. Còn nếu các bạn muốn nuôi một, các bạn có một cây hoa lan nhưng các bạn muốn tạo ra 1.000 cây hoa lan mới mà là những cái dạng khác với cái dạng ban đầu, những cái dạng phải mang những đột biến khác, thì các bạn lựa kỹ thuật này, nuôi cái mô sẹo mà có biến dị đấy. Và bây giờ chúng ta quay trở lại cái sơ đồ nãy của chúng ta nha. Vậy là cô đã trình bày xong cho các bạn giai đoạn số 2 là giai đoạn nuôi cấy, và 4 kỹ thuật đã trình bày rồi ha. Đến giai đoạn số 3 là chúng ta thu nhận. Thì tùy vào là chúng ta muốn thu nhận cái gì mà chúng ta sẽ thiết kế cái giai đoạn 1, cái giai đoạn 2 tương ứng. Thì cái sản phẩm mà người ta thu á, thì hoặc là người ta thu nguyên cái cây con luôn, hoặc là người ta chỉ thu cái sinh khối thôi. Nếu mà chỉ thu cái sinh khối tế bào thì chỉ dừng lại ở cái đoạn là nuôi cấy tế bào. Ví dụ chọn là nuôi huyền phù tế bào thôi ha. Còn muốn thu nguyên cái cây con thì phải lựa mấy cái kỹ thuật còn lại. Vậy thì bây giờ mình chuyển qua phần 2 la bã của bài mình nhé. Chúng ta cùng coi thử coi này. Vậy thì với cái công nghệ tế bào thực vật như vậy thì người ta ứng dụng để người ta làm gì? Hai la mã ứng dụng công nghệ tế bào thực vật thì người ta nuôi, ứng dụng để người ta làm cái việc thứ nhất là người ta nuôi cấy tế bào thực vật in vitro. Nuôi cấy tế bào thực vật in vitro ha. In vitro có nghĩa là trong ống nghiệm. Người ta ứng dụng những hiểu biết về công nghệ tế bào ha để người ta nuôi cấy mô tế bào ở trong ống nghiệm. Thì quy tắc cũng sẽ trải qua 3 giai đoạn chuẩn bị nuôi cấy và thu nhận như hồi nãy chúng ta vừa học. Vậy bây giờ chúng ta cùng xem thử ví dụ xem là con người mình đã nuôi cấy tế bào thực vật in vitro để nuôi được cái gì rồi ha. Các bạn cùng xem đây. Một trong những cái thành tựu là con người mình đã nuôi cấy thành công cây cà rốt ở trong ống nghiệm. Đây. Quy tắc ha, có cây cà rốt cắt thành các cái mẫu mô nuôi trong cái dịch huyền phù, lắc để tách rời thành từng tế bào ha. Sau đó mỗi một tế bào nó sẽ nguyên phân thành một cái mô sẹo và mỗi một mô sẹo lại được cấy qua một ống nghiệm khác và tiếp tục nuôi, dùng hormone kích thích tăng trưởng để kích thích
thì cái mô sẹo này sẽ bịt hóa thành một cây con, và cây con này sinh trưởng ở trong ống nghiệm. Khi cây con này đủ ngày tuổi thì sẽ đem trồng ra ngoài môi trường. Vậy đây là thành tựu đầu tiên cô giới thiệu với các bạn. Thế thì ngoài cái việc mà con người mình đã nuôi thành công cây cà rốt ra, thì thực sự là con người mình đã nuôi thành công rất là nhiều cây, là cây chuối, cây hoa lan, cây bạch đàn, cây hoa hồng, vân 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 nha. Hầu như thực vật nào, cây nào cũng đã được nuôi thành công. À, vậy bây giờ chúng ta tóm lại nhé, chúng ta tóm lại là vậy thì cái kỹ thuật mà nuôi cấy mô tế bào thực vật in vitro này á, thì ứng dụng để làm gì ha? Để nhân nhanh giống cây quý hiếm. Các bạn biết là nhân như thế này rất là nhanh ha, không có cần phải đợi cây ra hoa kết hạt rồi dùng hạt để gieo, không có cần ha. Mà một phát một từ cái cây này người ta cắt và người ta làm luôn thành rất nhiều cây con trong một lần. Cho nên đây là ứng dụng để nhân nhanh giống cây quý hiếm. Và ứng dụng thứ hai là để tạo quần thể cây trồng đồng nhất về kiểu gen. Cái quần thể cây trồng đồng nhất về kiểu gen á, nó có ý nghĩa rất lớn ở trong nông nghiệp nha. Các bạn thử hình dung là khi người ta có một vườn chuối đi, mà nếu như mọi cây chuối nó đều giống nhau thì sẽ đòi hỏi điều kiện chăm sóc là như nhau, cái thời gian thu hoạch là như nhau, cho nên rất dễ cơ giới hóa. Còn nếu mà bây giờ một vườn chuối nhưng mỗi cây mỗi kiểu, có cây thì thích tưới nhiều nước, có cây thì cần ít nước, có cây á, thì 3 tháng ra buồng lần, có cây 5 tháng ra buồng lần, như vậy phải làm thủ công thì không thể nào mà đem lại hiệu quả kinh tế cao được. Cho nên á, cái việc mà tạo quần thể cây trồng đồng nhất về kiểu gen rất có ý nghĩa trong nông nghiệp nhé. Và cuối cùng này, cái kiểu nuôi cấy trong ống nghiệm này sẽ dễ dàng tạo ra giống cây sạch bệnh, không nhiễm virus, không nhiễm vi khuẩn. Đấy. Bây giờ chúng ta chuyển qua cái ứng dụng số 2 của công nghệ tế bào thực vật, là ứng dụng của cái nuôi cấy hạt phấn. Số 2 nhỏ. Nuôi cấy hạt phấn. Thì cái kỹ thuật nuôi cấy hạt phấn, có phải hồi nãy cô đã cho các bạn xem rồi không nào? Đây các bạn, kỹ thuật nuôi cấy hạt phấn. Và nãy cô đã nói, thực sự này cô nói kỹ rồi ấy, cho nên cô bây giờ mình không lặp lại nữa, lặp lại các em chán òm, các bạn đâu thích đâu. Bây giờ cô chỉ nói thêm một tí là cái nuôi cấy hạt phấn này á sẽ có hiệu quả cao khi chọn các dạng cây có đặc tính, như là chọn những cái cây mà có thể kháng được thuốc diệt cỏ, rồi chọn những cây có thể chịu lặn, có thể chịu hạn, có thể chịu phèn, chịu mặn, có thể kháng bệnh, có thể không nhiễm virus. Đấy. Thì khi mà muốn lựa những cái cây kiểu như thế này thì người ta sẽ chọn cái phương pháp này, nuôi cấy hạt phấn. Bây giờ chúng ta cùng coi ứng dụng của kỹ thuật số 3 là nuôi cấy và dung hợp tế bào trần. Nuôi cấy và dung hợp tế bào trần ha. Nuôi cấy và dung hợp tế bào trần thì hồi nãy cô đã nói cho các bạn bằng cái sơ đồ tạo cây khoai tây cà chua. Nãy đã nói rất kỹ rồi cho nên giờ cô cũng không có nói lại nữa. Giờ cô chỉ nhấn mạnh cho các bạn là ứng dụng của kỹ thuật nuôi cấy và dung hợp tế bào trần này là để tạo ra cái giống cây trồng mới mang đặc điểm của hai loài. Bây giờ chúng ta qua số 4. Cái kỹ thuật nuôi cấy huyền phù tế bào. Nuôi cấy huyền phù tế bào để làm gì nè? Nuôi cấy huyền phù tế bào ha. Thì cái kỹ thuật nuôi cấy huyền phù tế bào á, cô đã trình bày với các bạn hồi nãy rồi ha. Bây giờ chúng ta chỉ nhìn lại theo một cái góc độ khác. Đây. Cây mẹ cho mẫu ha. Cắt những mẫu mô từ cây mẹ. Nuôi cấy thì cái mẫu mô đấy thành ra cái mô sẹo. Và bây giờ tới cái mô sẹo này người ta sẽ có hai kiểu. Kiểu thứ nhất là giữ nguyên cái mô sẹo đấy, đừng biến đổi gì hết, thì nó sẽ tạo ra những cây con thì giống nhau và giống cây mẹ. Cách thứ hai là người ta phải cải biến cái vật chất di truyền của cái mô sẹo này nè, bằng những cái kiểu ví dụ như chỉnh sửa gen, chuyển gen, dùng súng bắn gen bắn cho nó cái gen mới, hay là dùng tác nhân gây đột biến cho nó đột biến thành kiểu mới. Thì lúc này người ta sẽ tạo ra những cái mô mà nó chứa nhiều những tế bào khác nhau. Cái lúc này người ta bỏ nó vào trong cái dịch lỏng rồi người ta lắc, nó trở thành cái huyền phù tế bào. Và trong cái huyền phù tế bào này thì mỗi một cái tế bào ấy
nó sẽ là có những cái kiểu gen khác nhau. Vậy thì khi mà nuôi biệt hóa mỗi một cái tế bào thành ra một cái cây thì sẽ thành ra những cái cây con khác nhau. Đấy, vậy chúng ta phân biệt cái kỹ thuật nuôi cấy huyền phù tế bào tùy vào mục đích mà người ta muốn làm gì, mà người ta sẽ điều chỉnh cái công nghệ cho nó phù hợp. Bây giờ mình nói tiếp là cái ứng dụng của cái số 5, nuôi cấy và tăng sinh khối rễ tơ. Thì cái kỹ thuật này chắc là hơi lạ đối với các bạn ha, tại vì cái này nó cũng mới nha, cái loạt sách giáo khoa cũ không có đề cập đến cái kỹ thuật này. Thì bây giờ để cho dễ hiểu thì cô cho các bạn cái sơ đồ của cái quá trình nuôi cấy và tăng sinh khối rễ tơ. Các bạn cùng xem ha. Để cô cho nó nhỏ nhỏ lại cho nó nhìn trọn vẹn trên một màn hình. Đây. Đây là kỹ thuật nuôi cấy và tăng sinh khối rễ tơ nhá. Thì cô lấy một ví dụ cụ thể cho các bạn dễ hiểu. Là bây giờ giả sử người ta muốn nuôi cấy và tăng sinh cái rễ tơ. Cái rễ tơ này, cái rễ mới mọc à, của cái cây ké hoa đào. Tên khoa học là Uriana nobis. Thì đây nè, đây là hình ảnh của cái cây ké hoa đào đây nè. Thế thì đầu tiên người ta sẽ thu hạt của cái cây này, rồi người ta xử lý vô trùng, sau đó người ta nuôi hạt cho nó nảy mầm thành cái cây con, và người ta tạo vết thương ở lá. Là sau đó người ta cho một cái loại vi khuẩn gọi là vi khuẩn, đây là tên nó là rhizogen, cái con vi khuẩn rhizogen này nè, người ta xâm nhiễm, cho xâm nhiễm vào cái vết thương ở lá. Đó. Người ta cho cái con vi khuẩn này xâm nhiễm vào vết thương ở lá thì được cái mẫu lá chứa rhizogen. Nào. Vậy thì mục đích để người ta cho cái con vi khuẩn mà nó chứa rhizogen này vào để làm gì? Cái con rhizogen này này nó sẽ mang một số những cái gen mà con người mình muốn chuyển cho cái cây á. Đó. Vậy thì khi mà người ta cho cái con rhizogen nó xâm nhiễm vào cái lá xong thì cái lá này sẽ chứa rhizogen, và người ta tiến hành đồng nuôi cấy, tức là nuôi cấy vừa cái tế bào thực vật vừa cái con rhizogen mà đã nhiễm vào cái lá. Sau khi nuôi cấy một thời gian như vậy thì sẽ có một số những cái gen nào đấy từ cái con rhizogen này nó xâm nhiễm vào cái tế bào thực vật luôn, và người ta tiến hành loại bỏ vi khuẩn đi, bỏ kháng sinh vào là vi khuẩn nó chết thôi nha, cái loại bỏ vi khuẩn đi. Thì ngay tại những cái chỗ mà nó có vết thương, thì em biết đặc tính của thực vật đó, ngay tại những cái chỗ mà có vết thương mà nếu mà dùng những cái chất kích thích phù hợp thì cái chỗ có vết thương đấy nó sẽ ra những cái rễ. Vậy là rễ tơ sẽ nó sẽ mọc ở trên cái mẫu lá ngay tại cái chỗ mà mình tạo vết thương đó. Rồi thì cái rễ tơ nó mọc tại cái chỗ lá có vết thương, mà cái chỗ có vết thương cũng chính là cái chỗ mà mình cho cái con vi khuẩn này nó xâm nhập vào, mà cái con vi khuẩn này thế là mang cái gen mới vào. Vậy tới lúc này chúng ta sẽ có trong khối cái rễ tơ mọc mới này nè, có những cái tế bào mà nó chứa gen cần chuyển, có những tế bào không chứa gen cần chuyển, cái người ta tiến hành người ta chọn dòng tế bào có chứa cái gen mà con người mình chuyển vào. Thì chọn được xong rồi thì mình sẽ nuôi nuôi những cái rễ tơ mà nó chứa gen cần chuyển á trong ống nghiệm nha, để mà tăng cái sinh khối rễ tơ chứa cái gen cần chuyển mình đi mình lên, rồi người ta thu cái sinh khối rễ tơ, tức là người ta sẽ thu được rất nhiều rễ tơ, mà cái rễ tơ này là gồm các tế bào này chứa các gen cần chuyển cho nên cũng tạo ra những chất mà con người mình mong muốn. Vậy thì bằng cái kỹ thuật nuôi cấy và tăng sinh khối rễ tơ này, con người mình sẽ dễ dàng thu được một số những cái chất, những cái chất có hoạt tính sinh học, những cái chất mà có thể trở thành dược liệu và trở thành những chất mà để làm đèn, rồi trở thành những chất để làm thuốc, vân vân vân. Cái túm lại là cuối cùng con người mình sẽ thu những cái chất mà thực vật sản sinh ra nhờ cái việc nhận được cái gen từ con vi khuẩn đấy, để con người mình tạo ra những chất mà con người mình muốn. Đấy, chúng ta nhớ cho cô một câu của cái chỗ này ha, ứng dụng của cái kỹ thuật mà tăng sinh khối rễ tơ này là để thu nhận các sản phẩm thứ cấp ở thực vật để làm dược liệu, để làm mỹ phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua phần phần số 3 là chúng ta xem thử coi. Vậy thì công nghệ tế bào thực vật này đã có được những thành tựu gì?
thành tựu của công nghệ tế bào thực vật nha. Thì thành tựu thứ nhất á, là người ta đã chọn và tạo, người ta đã tạo và người ta đã chọn giống cây trồng, chọn được rất là nhiều giống bằng cái công nghệ tế bào thực vật này. Và cô có thể ví dụ cho các bạn một số cái mà người ta đã tạo, đã chọn thành công. Cho to tí cho dễ đọc nha. Một trong những cái thành tựu á là cái giống lúa gọi là giống lúa DR2. Giống lúa này được Viện Công nghệ Sinh học tạo ra vào năm 1998. Và người ta tạo ra bằng cách là người ta chọn dòng tế bào Soma có biến dị từ cái giống cũ là giống CR203. Thì sau khi mà người ta đem cái tế bào của CR203 đi, người ta cho nó bị đột biến và người ta lựa chọn cái dòng tế bào đột biến, thì người ta đã lựa được một cái dòng mới mà sẽ cho ra một cái cây lúa chịu hạn tốt, năng suất cao. Người ta đặt cái cây lúa mới đấy gọi là DR2. Rồi cũng bằng kỹ thuật là công nghệ tế bào thực vật thì người ta đã tạo ra được cây khoai tây KT3 có năng suất cao, khả năng kháng bệnh tốt. Hay là người ta đã tạo ra được nguyên một công nghệ để sản xuất hoa lan hồ điệp quy mô công nghệ, quy mô công nghiệp. Đấy. À, chỉ từ một cây lan hồ điệp thôi mà người ta nhân giống trong một thời gian rất ngắn, tầm 10 ngày thôi, là tạo ra được tầm cả 1.000 cây hoa lan con mà nhân rất là nhanh. Bây giờ chúng ta còn coi ứng dụng thứ hai nữa nhé. Cái thành tựu số 2 là con người mình nhờ vào cái kỹ thuật nuôi cấy mô thì có thể là nhân nhanh các giống cây trồng. Rồi, cái thành tựu số 3 là những thành tựu mà ở trong nghiên cứu sinh học. Thì cô để chung vào mục này số 3 ha. Trong nghiên cứu sinh học thì con người mình đã thu được một số những cái thành tựu như thế này. Đấy. Khi mà nuôi cái tế bào thực vật á, thì người ta sẽ thu được nhiều tế bào thực vật, thì người ta sẽ dễ dàng phân tích hệ gen hoặc nhiễm sắc thể. Đó. Vậy thì sẽ dễ nghiên cứu phát hiện các đột biến. Rồi. Ngoài ra thì người ta còn có thể nghiên cứu các cơ chế biệt hóa tế bào, nghiên cứu sự phát sinh hình thái các cơ quan thực vật dựa vào cái việc mà quan sát các cái tế bào nó biến đổi như thế nào trong quá trình nuôi cấy. À, vậy thì dẫn đến cuối cùng là cái công nghệ tế bào thực vật này được ứng dụng trong nhiều ngành khác nhau như là di truyền học, như là nông nghiệp, như công nghệ thực phẩm, như là y học. Cái số 4 ha, cái số 4 của cái việc ứng dụng công nghệ tế bào thực vật là để sản xuất một số chế phẩm sinh học. Ví dụ như là sản xuất cái enzyme bromelain. Cái enzyme này là từ quả dứa. Thì nhờ cái công nghệ thực vật á, mà người ta đã thu được rất nhiều bromelain. Đấy. Thì bromelain này thu về để làm gì? Thu về để giúp hủy phân các protein thành các sản phẩm có giá trị cao. Và các protein mà người ta hay dùng để hủy phân thì thường là protein lấy từ cá. Đấy. Nếu mà protein mà chưa có hủy phân thành từng axit amin á, thì nó cũng chỉ như là thức ăn thông thường thôi. Nhưng nếu người ta dùng bromelain để người ta hủy phân cái protein này thành từng axit amin thì nó đã có thể trở thành là những cái chất mà dành những cái mà bổ sung chất dinh dưỡng cho người suy dinh dưỡng à, rồi có thể trở thành thuốc à, rồi trở thành những cái mà giống như là những cái chế phẩm sinh học có giá trị cao. Rồi một ứng dụng nữa, ứng dụng số 5 là để thu nhận các chất có hoạt tính sinh học. Thì một cái ví dụ đặc trưng của cái kỹ thuật công nghệ tế bào thực vật mà để thu nhận các chất có hoạt tính sinh học chính là cái kỹ thuật mà nuôi cấy rễ tơ các bạn. Được chưa? Ngoài ra thì nuôi cấy huyền phù tế bào cũng sẽ giúp thu nhận những cái chất mà do tế bào thực vật sản xuất ra. Đó. Thì khi mà mình dùng cái kỹ thuật nuôi cấy cái huyền phù tế bào hoặc nuôi cấy rễ tơ để mình thu các cái chất mà thực vật sản xuất ra với hàm lượng cao, thì mình sẽ hạn chế được cái tình trạng mà khai thác quá mức các loài cây dược liệu quý hiếm. Bây giờ để củng cố bài thì cô và các bạn chúng ta cùng làm một số bài tập nhé. Bài tập đầu tiên.
Là câu đầu tiên, quy trình công nghệ tế bào thực vật gồm những giai đoạn nào? Cho tới lúc này chắc các bạn thuộc rồi ha, nó gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là phải chuẩn bị, giai đoạn thứ hai là đem nuôi cấy và giai đoạn thứ ba là thu nhận sản phẩm. Vậy dễ như vậy, với lại ở trên đầu á, là cô đã có tài liệu, đã có sơ đồ rồi cho nên cô không có gõ đáp án nữa ha. Bây giờ chúng ta qua câu số 2. Cần lưu ý điều gì khi chuẩn bị thiết bị dụng cụ nuôi cấy mô tế bào? Thì hướng dẫn các bạn giải là tất cả những cái dụng cụ thiết bị nuôi cấy tế bào thì phải đảm bảo điều kiện vô trùng để mẫu nuôi không bị nhiễm khuẩn trong quá trình nuôi cấy. Chúng ta tới câu số 3. Trong các kỹ thuật nuôi cấy mô thì kỹ thuật nào tạo được giống mới và kỹ thuật nào tạo được các dòng thuần chủng? Cô hướng dẫn các bạn giải câu này ha. Thì cái kỹ thuật mà tạo được giống mới chính là kỹ thuật nuôi cấy và dung hợp tế bào trần. Tại các bạn thấy trong cái kỹ thuật này không? Người ta phải ghép hai tế bào của hai loài thành một tế bào để tạo ra cây lai. Thì cây lai sẽ mang hai bộ nhiễm sắc thể của hai loài khác nhau. Vậy thì cây lai là một cái giống mới chưa hề có trên đời này. Vậy đây là kỹ thuật tạo được giống mới. Còn cái kỹ thuật mà tạo được dòng thuần chủng chính là kỹ thuật nuôi cấy hạt phấn. Tại vì trong kỹ thuật nuôi cấy hạt phấn thì cái cây 2N nó được đa bội hóa từ cây N cho nên nó đồng hợp về mọi gen. Nó chính là một dòng thuần chủng. Giờ chúng ta cùng suy nghĩ câu số 4 nha. Có thể thu được sản phẩm gì khi nuôi cấy mô tế bào? Các sản phẩm đó được dùng để làm gì? Và cô hướng dẫn các bạn giải ha. Tùy vào cái mục đích nuôi cấy mà sản phẩm thu được có thể là sinh khối tế bào hoặc là nguyên một cái cây. Đấy. Thì nếu là người ta thu được cái cây ha, thì cái cây con nó sẽ tiếp tục được nuôi trong môi trường nuôi cấy cho đến khi đạt được kích thước nhất định. Sau đó các cây này sẽ được đem trồng trong điều kiện ngoại cảnh để cây phát triển tự nhiên. Còn nếu người ta thu sinh khối tế bào thì sau khi người ta thu cái sinh khối tế bào xong, người ta sẽ tiếp tục tiến hành xử lý tinh chế để người ta thu nhận cái chất cần thiết trong cái tế bào đấy thôi, chứ không phải người ta lấy nguyên cái tế bào. Thì chúng ta tới câu 5. Tại sao phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật in vitro lại cho các cây con được sinh ra giống hệt cây mẹ về mặt di truyền? Cái này đơn thuần là vì cái cơ sở khoa học của cái phương pháp thôi. Và cô hướng dẫn các bạn giải nhé. Tại vì trong cái phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật in vitro á, thì các cây con được sinh ra từ cây mẹ thông qua quá trình nguyên phân. Mà quá trình nguyên phân là cái quá trình phân bào mà giữ nguyên bộ nhiễm sắc thể. Vì vậy nên các cây con sẽ giống hệt cây mẹ về mặt di truyền. Tới câu số 6 nhé, suy nghĩ tiếp câu số 6. Bằng cách nào chúng ta có thể phân biệt được một giống cây ăn quả được nhân bản bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào hay được tạo ra bằng phương pháp lai hữu tính thông thường? Thì chúng ta nhìn các cây con là chúng ta biết thôi ha. Nếu mà các cái cây con được tạo ra mà nó giống y hệt nhau thì rõ ràng là các cây ăn quả này được nhân bản bằng phương pháp nuôi cấy mô rồi. Nhưng mà nếu mà các cây con mà khác nhau ha thì rõ ràng là nó có biến dị tổ hợp. Vậy là các cây con được tạo ra bằng phương pháp lai hữu tính. Ta tới câu số 7. Trong công nghệ tế bào thực vật thì tại sao người ta thường nuôi cấy hạt phấn mà không nuôi cấy loãng? Và cái việc nuôi cấy hạt phấn có lợi thế gì hơn so với tạo giống thực vật bằng phương pháp lai hữu tính thông thường? Thì đầu tiên chúng ta lý giải cái ý đầu tiên á, tại sao mà người ta lại nuôi cái hạt phấn chứ không phải là nuôi cái noãn ha. Tại vì một hoa nó có nhiều hạt phấn mà noãn thì lại có một thôi ha. Vậy có phải là muốn lấy hạt phấn để nuôi cấy thì dễ hơn là lấy noãn không ha. Vậy thì nuôi cái hạt phấn sẽ dễ thực hiện hơn và có hiệu quả cao hơn. Và việc nuôi cấy hạt phấn có lợi thế gì hơn so với tạo giống thực vật bằng phương pháp lai hữu tính thông thường ha, là cái lợi thế là các cây con tạo ra đều thuần chủng về mọi gen cho nên cái tính trạng chọn lọc được nó sẽ rất là ổn định.
Như vậy là bài học của mình hôm nay là tới đây thôi ha. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học. Và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để các bạn nhận được nhiều video cũng như là nhiều tài liệu hay ha. Xin chào và hẹn gặp lại.